Thời gian qua, người dân tại nhiều vùng chịu ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh đã được tiếp nhận các trang thiết bị hỗ trợ nước sạch, vệ sinh môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tổ chức UNICEF tại Việt Nam hỗ trợ. Sự hỗ trợ kịp thời này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phục hồi, ứng phó với thiên tai, nhất là khi có sự cố môi trường nước xảy ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự về ý nghĩa nhân văn từ chương trình này. Với phương châm lấy trẻ em làm trung tâm, mới đây, đoàn công tác chương trình hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UNICEF đã tổ chức đợt cấp phát hàng cứu trợ khẩn cấp, nước sạch và truyền thông về vệ sinh môi trường cho hàng trăm em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Xuân Thượng, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà. Đây là đơn vị trường học vùng thấp trũng thường xuyên đối mặt với thiên tai lũ lụt gây ra. Việc hỗ trợ kịp thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UNICEF có vai trò ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phục hồi, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai về nước sạch, vệ sinh môi trường. Em và các bạn học ở đây thì đều là ở trong cái vùng trũng và thường xuyên hay mưa bão. Và việc mà thiếu nước sạch là một việc rất là gọi là khó khăn, và nhờ có chương trình mà chúng em và các bạn khác cũng có nước sạch để sử dụng hàng ngày, và em cũng rất cảm ơn chương trình rất là nhiều. Theo đó, Bình Định, Phú Yên và Thừa Thiên Huế là ba tỉnh được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017 do tổ chức UNICEF tài trợ. Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có 10 xã thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà được chọn để hỗ trợ, với số lượng hàng hóa khá lớn gồm 12 bộ hệ thống lọc nước uống cho các trường học, 440 bồn chứa nước loại 2.000 lít, 1.000 bộ thiết bị lọc gốm, gần 6.000 sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh trong bão lũ tại hộ gia đình. Được các cái tổ chức quan tâm và tài trợ cho các cái thiết bị này thì rất là bà con nhân dân cũng như là địa phương cũng rất là vui mừng, và là các cái công cụ dụng cụ này sẽ đảm bảo cho cái vấn đề sử dụng nước sạch trong cái quá trình lũ lụt xảy ra, và góp phần là tạo điều kiện cho bà con nhân dân là được hưởng thụ về cái vệ sinh môi trường cũng như là đảm bảo về sức khỏe trong cái các cái đợt lũ lụt. Chương trình hỗ trợ lần này thì chúng tôi cũng đã thiết kế là đưa ra một số những các cái vấn đề mà để làm sao cho đảm bảo được cái vấn đề là nước sạch và vệ sinh môi trường trong cái tình trạng mà thiên tai xảy ra bà con có thể đáp ứng được. Ví dụ như là chúng ta có thể dự trữ nước hoặc là lọc nước sạch để sử dụng trong cái thời gian thiên tai xảy ra. Bên cạnh những nỗ lực của chính phủ và người dân, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó UNICEF đã có những đóng góp quan trọng vào thành công trong phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro, tái thiết và phục hồi sau thiên tai của Việt Nam. Năm 2017, UNICEF đã huy động được 1,1 triệu đô la Mỹ hỗ trợ Việt Nam từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc để cứu trợ khẩn cấp, phục hồi về nước sạch, vệ sinh, khắc phục bão Damrey tại ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Thừa Thiên Huế, nhằm giảm thiểu những tổn thương cho đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ em và phụ nữ.